Công ty Koihe nằm ở tỉnh Saitama, Nhật Bản, đã có lịch sử hơn 100 năm buôn bán cá sông như lươn, cá chép, cá chê, trạch, ba ba, đến nay đã là đời thứ 5. Công ty này nhận đào tạo thế hệ sau cho các nhà hàng lươn. Những người trẻ muốn nối nghề sẽ được đào tạo ở đây 2 đến 3 năm, đến khi thành thục sẽ quay lại tiếp nối nghề truyền thống cha ông để lại. Chúng tôi đón những người thừa kế thường là con trai của các nghệ nhân trong nghề về xưởng để đào tạo mổ lươn, nướng lươn. Lươn là nguyên liệu rất đắt nên thường người mới không có cơ hội được đụng vào lươn. Như tôi ngày xưa chỉ có rửa bát với dọn dẹp thôi. Nhưng ở xưởng cá của chúng tôi, mọi người có lươn đủ mọi kích thước để thực hành. Cũng theo ông Kudoda, để duy trì được việc cung cấp đủ lươn cho các nhà hàng theo đúng kích cỡ yêu cầu thì số lươn ngoại cỡ còn lại rất nhiều. Và đó chính là lý do công ty này có nguồn nguyên liệu phong phú để đào tạo đầu bếp làm lươn. Các học viên sử dụng lươn ngoại cỡ để thực tập và các tác phẩm lỗi sẽ được tiêu thụ trong chính chuỗi nhà hàng trực thuộc công ty Koihe. Người Nhật xưa có câu để xiên lươn mất 3 năm, để mổ lươn mất 8 năm và sẽ cần cả cuộc đời để học cách nướng lươn. Điều đó có thể thấy sẽ mất rất nhiều thời gian và tâm sức để có thể gìn giữ được món lươn cổ truyền này của Nhật Bản. Những nhà hàng lươn to có thể nhập hàng trực tiếp từ nơi nuôi trồng, nhưng nhà hàng nhỏ thì lại không. Nên chúng tôi hiểu sứ mệnh của mình trong việc duy trì ẩm thực Nhật Bản với món cơm lươn. Và vì thế mà chúng tôi đã nỗ lực duy trì việc phân phối lươn nói riêng, cá sông nói chung trong suốt hơn 100 năm qua và đào tạo người nối nghiệp cho thế hệ sau này. Trong bối cảnh số lượng nhà hàng lươn đang có xu hướng giảm, nhiều cơ sở hoạt động lâu năm không có người truyền nghề, những nỗ lực bền bỉ của công ty Koihe cùng với nhà hàng lươn tại Saitama đã phần nào giúp Nhật Bản giữ được một nét văn hóa ẩm thực rất riêng, đó là món cơm lươn Nhật.